Xin chào các bạn, hôm nay đúng theo lời hứa thì mình đã quay trở lại và sẽ cùng các bạn đi ôn tập sơ vào từng phần của show Myeobuki Sankyu nhé. Bài hôm nay thì mình sẽ giải thích về ba từ khóa sau. Một là Kaikeikikan, hai là Taijaktai Shōhyō và cuối cùng đó là Songeki Keisanshō. Nếu mà bạn nào chưa nghe ba cái từ khóa trên ấy thì cũng cứ yên tâm bởi vì là mình sẽ cố gắng giải thích thật là dễ hiểu để các bạn có thể nắm được. Còn nếu mà khó quá thì mình bỏ qua luôn. Và chúng ta bắt đầu đi vào từng phần nhé. Phần thứ nhất đó là Kaikeikikan, tiếng Việt gọi là niên độ kế toán, hay còn có một cách gọi khác đó là kỳ kế toán. Và các bạn thông cảm là khi mà các bạn thi ấy thì thi bằng tiếng Nhật, cho nên là đôi khi có những cái thuật ngữ hoặc là những cái khái niệm ấy thì mình cũng sẽ ghi bằng tiếng Nhật để các bạn khi mà vào làm bài kiểm tra mà chẳng may có vào thì các bạn còn biết đúng không ạ? Vậy thì Kaikeikikan to wa kikyo kaike ni oite zaimu shōhyō o sakusei suru taisho to naru kikan no koto wo iu. Ở đây thì mình giải thích thêm cái giai mục sơ hiểu, đó được gọi là bản báo cáo tài chính. Và mục đích của bộ kaike đó là tạo ra một cái bản báo cáo tài chính. Còn mục đích của cái việc tạo ra bản báo cáo tài chính để làm gì ấy, thì cái đấy mình sẽ giải thích ở những bài sau nhé. Và trong video lần trước thì mình đã giải thích về khái niệm của bộ kỳ rồi. Bộ kỳ đó chính là cái việc mà ghi chép những cái giao dịch hàng ngày của một công ty vào trong sổ sách. Đúng không ạ? Vậy thì kỳ kế toán được hiểu là cái khoảng thời gian xác định tính từ cái thời điểm ghi sổ kế toán đến cái thời điểm kết thúc cái việc ghi sổ, khóa sổ để lập lên cái bảng báo cáo tài chính, thì đó được gọi là kỳ kế toán. Mình lấy một ví dụ như này thì các bạn dễ hiểu nhé. Ví dụ niên độ kế toán của một công ty A bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 đến cuối tháng 12 năm 2022, tức là 12 tháng. Các bạn nhìn xuống cái hình bên dưới của mình nhá. Cái phần màu đỏ ấy. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 cho đến cái thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cái này nó gọi là Kaikeikikan của cái niên độ năm nay. Người ta gọi đó là Thouki. Còn từ cái đầu mút ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 trở về trước, phía bên tay trái ấy, người ta gọi đó là Genki. Và phía bên tay phải, cái đầu mút ngày 31 tháng 12 năm 2022 trở về bên tay phải, tức là nó là chưa xảy ra đúng không? Cái đấy người ta gọi là Jiki, gọi là kỳ sau. Và ở đây tại cái đầu mút ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, tức là bắt đầu cái kỳ của năm nay, người ta gọi đó là kỳ siêu, tức là đầu kỳ. Và cho đến cái thời điểm kết thúc đó là ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại cái thời điểm này người ta gọi đây nó là kỳ cuối, là Kimatsu. Vậy là chúng ta đã vừa làm quen với khái niệm về Kaikeikikan rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần 2, đó là Taijaktai Shōhyō, tiếng Việt gọi là bảng cân đối kế toán. Và nó được viết tắt bằng chữ B trên S. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào khái niệm của bảng cân đối kế toán.貸借対照表とは、ある一定時点における企業の財政状態を表示する計算表を言います。財政状態とは、具体的には資産、負債及び資本の状況を意味しています。ở đây 財政状態の chính là tình hình tài chính, 資産 là tài sản, 負債 là nợ và 資本 là tiền vốn, chứ nhỉ? Vậy thì cái bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh cái tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một cái thời điểm nhất định. Và cái tình hình tài chính đó nó được thể hiện qua tài sản, nợ và tiền vốn. Khi mà nói đến đây thì có vẻ là các bạn khó hình dung đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem hình thù mặt mũi của cái bảng cân đối kế toán này nó như thế nào nhé. Khi mà chúng ta nói đến hai cái từ cân đối là chúng ta đã có phần nào hình dung được là nó có cái gì đó nó phải cân xứng với nhau đúng không? Vậy nó có hai vé cân đối với nhau đúng không? Vâng, đây, các bạn cân đối kế toán nó bao gồm có phía bên tay trái đó là xi sản, tức là tài sản đó. Và để hình thành nên tài sản thì phía bên phải ta có phù sai, tức là nợ, và phần còn lại đó là xi hồng, vốn. Và ở đây thì ta luôn có cái công thức tất lẽ dĩ ngẫu, và cái công thức này nó sẽ đi theo các bạn đến suốt chặng đường, đó là xi sản thì luôn bằng phù sai cộng với xi hồng.
Cái công thức này nó rất là quan trọng, cho nên là các bạn nào cố gắng ghi nhớ giúp mình nhé, bởi vì mình sẽ sử dụng nó để làm bài tập rất là nhiều đấy. Để cho các bạn dễ hiểu hơn ấy, thì mình sẽ lấy thêm một ví dụ. Ví dụ là mình muốn mở một quán trà sữa, nhưng mà trong tay mình hiện chỉ có 10 triệu, nên mình sẽ vay thêm 20 triệu để mở quán trà sữa đó. Vậy thì lúc này mình sẽ có vốn của mình, tức là si hông kinh sẽ là 10 triệu. Và do mình vay thêm 20 triệu nên cái phước sai của mình sẽ là 20 triệu. Vậy thì cái tổng tài sản, hay nói cách khác là cái giá trị quán trà sữa của mình sẽ là 10 triệu cộng với 20 triệu bằng 30 triệu. Nó đúng bằng cái công thức ở bên phía bên tay phải, si sằng bằng với phước sai cộng với si hông. Được chưa? Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng mục một nhé. Từ nãy giờ mình cứ nói si sằng, phước sai với cả si hồng mà mình chả hiểu trong đấy là nó có chứa cái gì đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về si sằng, tức là tài sản đấy. Thì ở đây mình đã nêu ra 9 mục. Đương nhiên đây nó không phải là tất cả, nhưng mà hầu như bộ kỳ sang kêu ấy thì nó có chứa những cái mục này nhé. Thì đầu tiên đó là kinh kinh, thì các bạn hiểu cho mình ở đây nó là tiền mặt cho nó dễ nhớ chưa. Và mục thứ hai đó là fusio kinh, tức là tiền mình để ở trong ngân hàng ấy. Các bạn hiểu như thế cho nó dễ nhớ. Và mục thứ ba đó là Urikaki-kin. Cái này là khoản tiền mà mình bán chịu ấy. Mục thứ tư đó là Shohin. Shohin ở đây thì mình hiểu nó là một cái hàng hóa để dùng để bán ấy. Và thứ năm đó là Kashisuke-kin. Ví dụ như là mình cho anh em cô bác nhà mình mượn tiền, sau đó là hôm sau thì mình lại lấy về, thì đó vẫn thuộc về tài sản của mình đúng không? Mục thứ sáu đó là Bihin. Bihin thì ở đây có thể là bàn ghế, rồi máy tính hay là điều hòa các thứ đúng không? Rồi thứ bảy đó là Tatemono. Tatemono ở đây thì các bạn hiểu mình kiểu nó giống như một tòa nhà, có thể là nó là một cửa hàng ăn hay là một cái nhà kho gì đấy chưa. Mục thứ 8 đó là trừ chi. Trừ chi thì có thể là mặt bằng này, hay là cái chỗ đậu xe này. Thứ 9 cuối cùng nó là cái Sario umpangu, thì mình hiểu nó là kiểu như là bai cự đen xạ hay là judo xạ hay là gì đấy. Các bạn cứ hiểu bao quát rằng là si sằng thì ngoài tiền mặt ra nó còn là các cái đồ vật, sản phẩm, hàng hóa hay là một phiếu nợ mà trong tương lai nó có thể quy đổi thành tiền mặt. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần phước sai, tức là nợ. Chẳng ai lại muốn nghe từ nợ mà cũng chẳng ai muốn nợ cả đúng không? Nhưng mà thôi, để đỗ được Bookie sang Kiwi thì chúng ta cố gắng tìm hiểu từ nợ nhé. Vậy thì phước sai hay còn gọi là khoản vay, nó có hai mục dưới đây. Thứ nhất là Kaikaki-kin. Cái này thì mình hiểu là tiền mua chịu đúng không? Khi mà mình mua một thứ đồ nào đó nhưng mà mình chưa có tiền ngay ấy, thì mình có thể nợ người ta tháng sau hoặc năm sau mình trả đúng không? Thứ hai đó là Karirekin. Đây được hiểu là một khoản vay. Ví dụ như là chúng ta vay ngân hàng, vay bạn bè đúng không? Và sau đó là chúng ta có nghĩa vụ phải trả lại, hoàn lại cái khoản vay đó. Được chưa nhỉ? Vậy thì phước sai là nó chỉ có hai mục này thôi. Kaikaki-kin và Karirekin. Rất là dễ nhớ đúng không? Chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng của bảng cân đối kế toán, đó là tìm hiểu về si hồng, tiếng Việt gọi là vốn. Phần trên thì mình đã nêu ra một công thức, đó là si sằng bằng phước sai cộng với si hồng. Vậy thì từ cái công thức trên, ta có thể suy ra được rằng si hồng sẽ bằng si sằng trừ đi phước sai. Và chính từ cái công thức này cho nên là si hồng còn được gọi là duyên si sằng. Đây thì các bạn chú ý nhé, bởi vì là khi mà chúng ta đi thi ấy, cũng có lúc người ta gọi là si hồng và cũng có lúc người ta gọi là duyên si sằng, thì mình cũng có thể phân biệt, à mình cũng có thể hiểu được rằng si hồng chính bằng duyên si sằng nhé. Và ở đây thì có thêm một lưu ý rằng si hồng bằng với duyên si sằng nó chỉ đúng khi được dùng ở bộ ki sang kiêu thôi nhé. Bởi vì ở bộ ki sang kiêu thì nó chưa có xuất hiện các cái bài tập liên quan đến cổ đông. Còn khi mà các bạn học lên bộ ki ni kiêu, ik kiêu thì si hồng nó lại khác với duyên si sằng đấy. Còn mình đang học bộ ki sang kiêu thì các bạn cứ hiểu cho mình si hồng bằng với duyên si sằng thì cũng không sao cả. Đúng không nhỉ? Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu khái quát về bảng Taishakta Shohyo, tức là bảng cân đối kế toán rồi. Và sau đây chúng ta sẽ vào phần bài tập.
Và mình nhắc lại là khi mà chúng ta học Boki ấy, thì các bạn cố gắng dành nhiều thời gian để giải bài tập vì như thế thì chúng ta mới có thể biến nó thành kiến thức của mình được. Vậy thì chúng ta vào bài tập thứ nhất, bài 1.1. Tokyo Shoten no Heisei Maru nen 4月1日現在の資産および負債は次の通りであった。現金1万、商品3万、建物7万、土地10万、借入金6万。Và họ yêu cầu là mình sẽ tính 資産と負債それぞれの金額を求め、さらに資本の金額を求めなさいと。Như vậy là bài này họ yêu cầu các bạn tính 資産、負債 và 資本đúng không ạ? Vậy thì mình gợi ý một chút là ở bài này họ đã cho mình các cái dữ liệu liên quan đến 資産, tức là tài sản ạ. Và các dữ liệu liên quan đến負債, khoản vay, đúng không ạ? Công việc của các bạn là phải chia ra để xem cái nào nó thuộc tài sản, cái nào thuộc khoản vay. Và từ đó thì chúng ta sẽ áp dụng công thức Shihon bằng với Si Sẵn trừ đi Phước Sai và các bạn sẽ tính được Shihon. Nếu mà bạn nào không nhớ Si Sẵn và Phước Sai nó có những cái mục nào ấy, thì các bạn kéo video lại về phía trước một chút để xem là Si Sẵn nó có những cái cột nào, à nó có những cái mục nào và Phước Sai nó có những cái nào. Để các bạn tính nhé. Vậy thì đến đây thì các bạn dừng video lại và dùng khoảng từ 3 đến 5 phút để tự giải bài tập này nhé. Sau đó các bạn sẽ cho video chạy tiếp và để xem đáp án nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án của bài 1.1 nhé. Bao gồm có xi xăng, tổng của xi xăng ấy là 21 man và tổng của phụ sai là 6 man. Cuối cùng xi hồng là 15 man. Cụ thể ở đây thì ta có tài sản ấy, bao gồm có tiền mặt này, gen kinh 1 man. Bao gồm có sô hình 3 man, tatemono 7 man và tô chi là 10 man. Tổng 4 mục này cộng vào chúng ta sẽ có được là si sản là 21 man, được chưa? Vậy thì tương tự, phụ sai tức là khoản vay. Ở khoản vay này thì chúng ta chỉ có một mục duy nhất đó là carry ranking là 6 man. Và từ đây thì ta sẽ có công thức là gì? Si hồng bằng si sàng trừ đi phước sai. Cho nên là ta sẽ có 21 man trừ đi 6 man thì ra si hồng bằng 15 man. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập 1.2. Đề bài họ yêu cầu là chúng ta phải lập cái bảng Taishak Taishohyo, tức là bảng cân đối kế toán ấy. Được chưa? Ở bài này thì mình gợi ý là bước 1 các bạn cũng làm giống như bài 1.1, tức là các bạn sẽ tính Si Sang, Phu Sai và Si Hồng. Sau đó thì bước tiếp theo thì các bạn sẽ đi tạo cái bảng Taishak Taishohyo. Thì cái bảng này nó có hình hài như thế này. Bên tay trái là Si Sang, bên tay phải là Phu Sai và dưới cùng là Duyên Si Sang hay còn gọi là Si Hồng. Thì sau khi mà tính được ba cái này, Si Sang, Phu Sai và Duyên Si Sang thì các bạn chỉ cần điền số vào đây là được thôi. Được chưa? Và các bạn sẽ dành từ 3 đến 5 phút để giải nhé, sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích đáp án. Và sau đây là đáp án của bài 1.2. Các bạn nhìn vào cái bảng Taishak Taishohyo nhé. Thì phía bên tay trái ta có là Si Sang, bao gồm có Genkin, ở trên là 6 man, Fushioken 5 man, Urikakeken 6 man 8 sen và Tatemono 15 man. Và sai gỗ là cái Tochi 10 man. Vậy thì tổng Si Sang sẽ là 42 man 8 sen. Và để hình thành nên cái Si Sang này thì ta có bên tay phải sẽ là Kai Kage King, trên là 4 man 8 sen và Karirei King là 20 man. Và sau đó thì ta sẽ lấy cái tổng si sàng 42 man 8 sen, ta trừ đi cái phu sai là hai cái cột mốc trên cùng ấy, là Kai Kage King 4 man 8 sen và Karirei King 20 man, thì còn lại là si hông King 18 man. Và các bạn lưu ý là ở phần dưới nhé, hai cái màu vàng ấy. Cái tổng 42 man 8 sen và bên phu sai oyo bi duyên xin rằng cũng là 42 man 8 sen. Hai cái tổng này nó luôn luôn phải bằng nhau nhé.
Chúng ta cứ tính trên trời dưới biển mà đến khi hai cái tổng này nó không bằng nhau là thôi, banh rồi đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau giải quyết xong hai bài tập. Và sau đây là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tóm tắt nội dung. Phần thứ nhất là các bạn nắm cho mình cái khái niệm về cây kê kỳ cẳng, tức là niên độ kế toán đó. Thứ hai, đó là khái niệm về tai chắc tai số hiệu. Và thứ ba là hiểu cho mình, nhớ cho mình là những cái gì thuộc si sẵn, cái gì thuộc phức sai và si hông thì tính như thế nào. Được chưa nhỉ? Và thứ tư là các bạn nhớ cho mình công thức si sẵn bằng với phức sai cộng với si hông. Cuối cùng là các bạn nhớ cho mình vị trí của si sẵn, phức sai, duyên si sẵn. Nó nằm ở đâu trong cái bảng tai chắc tai số hiệu nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa học xong buổi học ngày hôm nay. Theo như lịch trình ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phần sông Akike sang sổ. Nhưng mà vì lý do là video cũng đã dài rồi, nên mình sẽ cắt phần này sang video sau. Mong các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hữu ích ấy, thì hãy chia sẻ video giúp mình nhé. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.